giới thiệu, cô tên là Duyên. Hiện nay cô đang dạy lớp 1 ở trường tiểu học Bảo Cường. Và hôm nay cô sẽ dạy với lớp chúng ta một tiết toán. Khác với mọi khi thì là cùng học với tiết toán của chúng ta ngày hôm nay thì có rất đông đủ các thầy cô giáo ở trong cụm chuyên môn số 3 cùng đến dự giờ với lớp chúng ta. Đề nghị lớp chúng ta một tràng vào tay chào mừng các thầy cô nào. Bây giờ cô xin mời các bạn sau chúng ta sẽ lên trên này đứng nhé. Cô mời hai bạn này lên trên này nào. Cô mời hai bạn nam phải lên trên này nào. Cô mời bạn nữ này nào. Con xếp lại một hàng nào. Nào, các bạn quan sát lên trên này và cho cô giáo biết là trên này đang có mấy bạn. Cô mời em. Bạn Hà. Có 5 bạn, đúng nào? Cô mời bạn Thảo nhận xét. Bạn trả lời đúng rồi, đúng nào? Cô mời hai bạn nam này về chỗ nào. Có mấy bạn đã về chỗ ngồi? Cô mời em. Nào em nói lại nào, có hai bạn. À, cô nhất trí, cùng em ngồi xuống. Vậy trên này còn lại mấy bạn? Cô mời em. À, còn 3 bạn ở trên. Còn lại 3 bạn ở trên trên này, đúng nào? Cô thưởng lớp mình một tràng vào tay nào. Cô mời các bạn về chỗ nào. Ở trong các tiết học ở trước thì chúng ta đã được làm quen với phép cộng và dấu cộng. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phép trừ và dấu trừ. Tiết 30, làm quen với phép trừ, dấu trừ. Cô mời bạn Hiền nhắc lại tên bài nào. Làm quen với phép trừ, dấu trừ. Cô mời bạn tiếp theo nào. À, rất là tốt. Cô khen cả lớp mình. Như vậy là lúc nãy chúng ta đã được quan sát tình huống là có các bạn lên trên này và các bạn rời khỏi về chỗ ngồi đúng nào, và còn lại 3 bạn ở trên này đúng không nào. Bây giờ cô mời chúng ta sẽ lấy ra cho cô 5 que tính nào. Lấy màu nào cũng được các bạn. Chúng ta lấy 5 que tính. Không có biết có mấy que tính. Mời em bạn Thảo. Mời bạn Lâm nhận xét. À, có 5 que tính. Các bạn đặt hai que tính xuống bàn nào. Chúng ta đã đặt xuống bàn mấy que tính? Không nói theo, cô mời bạn bạn Sang nào. À, đã đặt xuống bàn. À, hai que tính phải không nào? Và đã đặt xuống bàn thì cô nói rằng bớt hai que tính, được không cả lớp? À, thế bạn nào nói lại cho cô nào, bớt mấy que tính rồi? Mời em. À, rất chính xác, bớt hai que tính. Bạn nào có thể nêu cho cô tình huống nào? Cô mời bạn Mai. Bạn
Bạn Mai nêu cho cô tình huống, bạn nêu từ đầu nào. Có. Bớt. Hỏi. Còn lại. À, rất là tốt, cô thưởng bạn Mai một tràng vỗ tay nào. Rất là chính xác. Bạn nào nhắc lại tình huống một lần nữa nào. Cô thấy bạn Mai nêu rất là tốt rồi. Cô mời bạn Linh. Con nói to nào. Có. Có mấy nhỉ, bắt đầu có mấy mới tính nhỉ. Bớt. Hỏi. Còn lại. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính. Rồi, bạn đã rất là cố gắng và nêu được tình huống rồi. Cả lớp thưởng bạn, chào vào tay nào. Vậy bạn nào có thể trả lời cho cô? Còn lại mấy quyết tính? Cô mời bạn Huyền. Còn mấy quyết? Cô mời ý kiến khác. Cô mời bạn Hà. Nào, còn lại mấy quyết tính? À, em nói đầy đủ lắm. Còn lại 3 que tính. À, rất là chính xác. Cô thưởng bạn Hà một tràng vào tay nào. Rồi, rất là tốt. Cô mời cả lớp mình cùng cất que tính nào. Để lên trên này. Nào, các bạn cất lên bên trên cho cô. Rồi, cô khen bạn Sang thực hiện rất là nhanh. Đã cất xong que tính rồi. Cô khen bạn Hòa thực hiện rất là nhanh. Cô khen bạn Thảo thực hiện rất là nhanh. Bạn Đạt cũng rất là nhanh nhẹn. Bạn Mai cũng rất là nhanh. Bạn Hà cũng rất là nhanh. Rồi, cô thấy lớp mình đã cất xong đồ dùng rồi, rất là nhanh nhẹn. Mời các bạn ngồi ngay ngắn nào. Bây giờ lớp mình cùng quan sát lên trên bảng. Có mấy chấm tròn nào, cô không thích bạn nào kiểu em chúng ta giơ tay. Cô mời bạn Đạt nào. Chấm. Có 5 chấm tròn. Rất chính xác. Thưởng bạn nào. Có 5 chấm tròn đúng không nào. Cả lớp nhắc lại. Bạn nào nêu tiếp cho cô? Cô mời bạn Thảo nào. À, em nói lại là bớt 2 chấm tròn. À, rất chính xác. Bạn nào có thể nêu cho cô tình huống nào? Cô mời bạn Mai. Có 5 chấm tròn. Hỏi. Rất chính xác. Cả lớp của bạn Mai một tràng vỗ tay lớn nào. À, có 5 chấm tròn. Cô viết số 5. Cô thay từ bớt bằng dấu trừ. Trừ 2. Cả lớp cùng quan sát lên trên bảng. Cô giới thiệu với lớp mình, đây là dấu trừ. Dấu trừ thì là một nét ngang. Đây, là một nét ngang. Có độ rộng là một ly. Chúng ta đọc dấu trừ. Bạn Đạt đó.
đấy. Còn lại, em nói lại nào. Bạn trả lời đúng chưa? Mời bạn Hà nhận xét nào. Bạn trả lời. Cô nhất trí thưởng bạn nào. Vậy bạn nào cho cô biết 5 trừ 2 bằng mấy? Cô mời bạn Mai. Em nói lại nào. Rồi, rất tốt. Cô mời bạn Thảo nhắc lại nào. Mời bạn Hà. Bạn Vũ. Bạn Hoa. Rồi, rất là tốt. Cô thưởng lớp mình một tràng vào tay nữa nào. Các bạn quan sát tiếp lên trên bảng nhé. Bạn nào có thể đứng dậy nêu tình huống nào? Có mời bạn Quỳnh. Có. Hình này là hình gì nhỉ? À, rất chính xác. Em nêu tiếp nào. Bạn Quỳnh nêu tiếp. Nào. Bớt. Bớt một hình tam giác. Hỏi. Còn lại. À, bạn đều rất là đúng tình huống rồi. Bạn nào không xong nhắc lại một lần nữa nào. Mời bạn Mai. Bớt. Hỏi còn lại mấy? Cả lớp thưởng hai bạn nào. Vậy bạn nào có thể trả lời? Mời bạn Chi. Còn lại mấy hình tam giác? Em nói đầy đủ nào. Còn lại. Cả lớp thưởng bạn Chi một tràng pháo tay lớn nào. Vậy bạn nào có thể nêu phép tính tương ứng? Có mời bạn Huyền. Có mấy hình tất cả nhỉ? À, 5 hình thì ta dùng câu mấy? À, thế là 5 trừ 1 bằng mấy? Có mời bạn Huyền nhắc lại cả phép tính một lần nữa nào. Rồi, công khai bạn Huyền. Cả lớp quan sát tiếp. Bạn nào xung phong nêu tình huống? Có mời bạn bật đàn nào. Bông. Rồi, con nêu tiếp nào. Bớt. Hỏi. Hỏi còn lại mấy? Cả lớp thưởng bằng đàn nào. Bạn đã rất là cố gắng, chấm nào. Vậy bạn nào có thể trả lời cho cô? Còn lại mấy bông hoa? Còn bạn Thúy. Còn lại nhất trí không cả lớp? Ai vẫn tưởng bạn nào?
tính. Cô mời bạn Mai. Bán. À, rất chính xác. Cô mời bạn Hiền nhắc lại phép tính nào. Chứ chứ mấy nhỉ? Bằng. À, rất chính xác. Cô tưởng là mình một tràng vào tay nào. Cô thấy các bạn nêu phép tính rất là chính xác rồi. Vậy bây giờ cô lớp mình một câu hỏi nhé. Thế trong các tình huống mà chúng ta vừa được nêu từ đầu bài đến giờ thì các bạn cho cô biết đó là các tình huống thêm hay bớt. Cô mời bạn Phúc. Em thưa cô, là tình huống. Tình huống gì? Thêm hay bớt nhỉ? Tình huống thêm hay bớt? À, là tình huống bớt. Cả lớp thưởng bạn Phúc nào. À, vậy cô lại hỏi tiếp này. Tình huống bớt thì chúng ta thực hiện phép tính gì? Cô mời em ạ. Trong tình huống bớt thì chúng ta thực hiện phép tính gì? Phép tính gì nhỉ? Phép tính gì đây? À, là phép tính trừ, đúng không nào? Cả lớp thưởng bạn Hiền nào. Vậy chúng ta hiểu rồi nhé. Trong tình huống bớt hay là dạng toán bớt thì chúng ta sẽ thực hiện dấu phép tính trừ. Và như vậy là qua phần vừa rồi thì cô thấy là các bạn thực hiện rất là tốt. Vậy để làm tốt hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Cô mời cả lớp mình cùng dở sách giáo khoa ở trang số 55. Mở tiếp cho cô vở bài tập ở trang số 45. Vở bài tập trang số 45. Cô khen một số bạn rất là nhanh tay. Chúng ta sẽ làm nhé.
Ở đâu nhỉ con? Ở trên nào? Là xem. Một con đấy. Hỏi còn lại mấy con gì nhỉ? À, hỏi còn lại mấy con ấy. Rồi, bạn đã nêu được tình huống rất là chính xác rồi. Một bạn nêu lại nào, cô mời bạn gấm ngay bên cạnh nhắc lại tình huống nào. Hỏi còn lại mấy con. À, rất là chính xác rồi. Quan sát tiếp bức tranh số 2 ở ngay bên cạnh nào. Và các bạn nêu cho cô tình huống. Bạn nói phương pháp. Cô mời bạn Huyền. Có tất cả mấy con mèo? À, lúc đầu có 4 con mèo, đúng rồi. Mấy con chạy đi? 2 con chạy đi. Hỏi còn lại. À, rất chính xác. Cô mời bạn Thảo nhắc lại tình huống nào. Hỏi còn lại à, rất là chính xác. Như vậy là chúng ta đã nêu được 2 tình huống rồi, phải không nào? Bây giờ cô mời cả lớp mình cùng suy nghĩ và điền tiếp cho cô vào chỗ chấm trong vở bài tập. Mời cả lớp làm bài. Chúng ta đặt vở bài tập lên bên trên, không cần gặp sách giáo khoa đâu con. Đúng rồi con, bài 1. Đúng rồi. Đấy, đi lên. Bài này. Đấy, bài này đúng rồi. Đúng rồi, bài 1 đây con. À đúng rồi, đây, đi vào đây. Bài này, đây bài này. Đây, bài này nha. Đúng rồi. Rồi, tốt. Rồi, cô thấy một số bạn rất là nhanh điền tắt xong rồi. Chỗ này con này. Đây, chỗ này. Đây bài này con. À đúng rồi, đây. Cô thấy hai bạn này rất là nhanh. Đúng chưa? Đây chỗ này, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Cô biết là còn lại mấy con ếch đây? À vậy là điền số 2 đúng không nào? Nào bạn này cho cô biết nào. Đây là còn lại mấy con mèo đây? À vậy là điền số 2 vào đây phải không nào? Kiểm tra thì cô thấy các bạn làm rất là nhanh và làm rất là tốt bài tập rồi. Bây giờ bạn nào xung phong nêu cho cô. Mời bạn Sang. Em nêu nào. Em đọc. Bạn nào. Bạn Bảo có điền giống như bạn không? Bảo. À, rất là tốt, cô thưởng hai bạn nào. Ở dưới lớp bạn nào có kết quả như này giơ tay cô xem. Rồi rất là tốt. Cô mời bạn Chi nào đọc cho cô. Nào, nào con đọc lại nào. Với kết quả mà các bạn đưa ra.
để làm tốt hơn. Cô trò chúng mình cùng chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bây giờ các bạn sẽ quan sát tiếp vào bức tranh ở bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, cô cho lớp mình thảo luận cặp và làm cho cô các công việc sau. Thứ nhất là các bạn nêu cho cô tình huống, và tiếp theo là chúng ta sẽ nối tình huống với phép tính thích hợp vào trong vở bài tập. Cả lớp có yêu cầu chưa? Mời cả lớp mình bắt đầu thực hiện nào. Rồi, cô thấy rất nhiều bạn đã làm xong rồi, rất là nhanh. Em đây cho cô tìm uống nào. Có mấy quả trứng đây? Đã nở. À, vậy là còn lại mấy quả trứng. Còn lại 2 quả trứng rất là tốt. Em đưa cho cô tìm uống nào. Nào, nối cho cô nào. Nêu cho cô tìm uống nào. Quả rồi. À, thế em nối vào. Em đeo cho con tìm cái này mà. Có mấy quả trứng đấy. Rồi, qua quan sát thì cô thấy cả lớp mình đều đã làm xong bài tập số 2 rồi. Vậy bây giờ bạn nào có thể nêu nhanh cho cô? Ở bức tranh thứ nhất, chúng ta nối với phép tính nào? Cô mời bạn nào Phúc nào. Bức tranh thứ nhất, em nối với phép tính nào? 5 trừ 3 giống nào? Bao nhiêu bạn có kết quả giống như bạn? Giơ tay nào. Nào, chúng ta chú ý nào. Bao nhiêu bạn nối với phép tính 5 trừ 3 ở bức tranh thứ nhất nào? Rồi, rất tốt. Mời các bạn bỏ tay xuống. Cô nhất trí. Ở bức tranh thứ hai, chúng ta nối với phép tính nào? Cô mời bạn bảo nào. À, bạn bảo có thể nêu lại cho cô tình huống này được không? Có mấy quả cam đã rụng, hỏi còn lại. À, vậy là mình đối với cách tính 5 trừ 1 phải nào? Cô nhất trí với ý kiến của bạn Bảo. Như vậy là chúng ta đã nối rất là đúng các tình huống với là các phép tính thích hợp rồi. Cô thưởng lớp mình một tràng vào tay nào. Giờ cô hỏi lớp mình nhé, bạn nào có thể nêu cho cô 5 trừ 1 thì bằng mấy? Cô hỏi câu hỏi ngoài thôi. Nào, bạn nào biết là 5 trừ 1 bằng mấy? Cô mời em, bạn Hiến. Cô mời ý kiến khác nào. Nào không em. Giơ tay đẹp nào. Cô mời bạn Mai. Rất chính xác, cả lớp rửa mặt mai và chàng vào tay nào. À vậy 5 trừ 2, cô xin lỗi, 5 trừ 3 thì bằng mấy? Có mời bạn tự nào. Bằng mấy nhỉ? 1 hay 2, cô suy nghĩ kỹ nào. À, coi em nói lại nào. 5 trừ
Rồi, rất là chính xác, cả lớp thưởng bạn tự làm. Rồi, như vậy là qua kiểm tra thì cô thấy chúng ta không những nối được phép tính mà chúng ta còn nêu cả được kết quả từng phép tính đấy nữa, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 3. Cô mời cả lớp mình lại tiếp tục quan sát vào bức tranh ở bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Nào, chúng ta quan sát vào trong sách giáo khoa nào. Các bạn nêu cho cô tình huống ở bức tranh ý A. Cô thấy bạn Mai giơ tay rất là nhanh, mời bạn Mai nào. Cả lớp lắng nghe bạn Mai nêu tình huống nhé. Con bọ rùa một, mấy con bay đi rồi, hỏi còn lại. Cả lớp thưởng bạn Mai nào. Cô nhất trí. Ở tình huống ý B, bạn nào có thể nêu cho cô tình huống ngoài bạn Mai ra? Bạn nào? Cô mời bạn Bảo. Ban đầu có mấy củ cà rốt. Đúng thôi, con thỏ ăn mất mấy củ thôi. Hỏi mấy? À, rất là chính xác, cả lớp thưởng bạn Bảo nào. Như vậy là cô thấy lớp mình đã nêu được các tình huống của bài toán rồi. Bây giờ cô yêu cầu như sau: các bạn sẽ nêu phép tính thích hợp, sau đó là điền vào các ô trống theo sơ đồ ở trong vở bài tập. Mời cả lớp làm bài. Ui, nhanh thế. Rồi, cô khen. Rồi, cô phải giúp mình rất là giỏi. Bạn Bảo ngồi xuống, bạn Bảo ơi. Rồi, rồi bạn học ngồi xong chúng ta ngồi tại chỗ nha. Rồi, đấy, cô khen bạn này làm rất là tốt này. Bạn Bảo thấy không? Rồi, bạn Bảo làm rất là tốt. Rồi, cô khen bạn làm bạn gì nhỉ? Làm rất là tốt. Rồi. Rồi, cô khen bạn này làm rất là tốt. Xuống đi đây con. À, lần sau biết rõ ràng luôn nhá. Rồi, đúng rồi. Rồi, cô khen hai bạn này làm rất là tốt. Không biết. Thấy ở phía dưới lớp mình đều đã làm xong này rồi và làm rất là tốt.
Vậy bây giờ các bạn cùng chú ý lên bảng. Đây là bài làm của hai bạn ở trong lớp mình. Bài của bạn Mai và bài của bạn... Rồi, bài của bạn Chi. Và bây giờ cô mời bạn Mai đứng dậy đọc cho cô phép tính nào. Nào, bạn Mai đọc thôi. Rất là tốt. Bao nhiêu bạn có kết quả giống như bạn? Giơ tay. Giơ tay nào. Rồi, cô mời các bạn bỏ tay xuống. Cô nhất trí. Ở ý B, cô mời bạn Chi đọc bài làm của mình nào. À, bạn Hà. Rất tốt. Bao nhiêu bạn có kết quả giống như bài của bạn Hà? Giơ tay nào, mạnh dạn nào. Rồi, cô mời các bạn bỏ tay xuống. Cô nhất trí với bài làm của hai bạn ở trên bảng. Và qua kiểm tra thì cô thấy là các bạn cũng làm giống như là các bạn ở trên bảng rồi. Cô thưởng lớp mình một tràng vỗ tay lớn nào. À, bây giờ lớp mình ơi, cho cô biết nào, hôm nay chúng ta học giảng toán thêm hay giảng toán bớt? Cô mời bạn Huyền. Giảng toán thêm hay giảng toán bớt nhỉ? À, là giảng toán bớt, phải không nào? Vậy cô hỏi thêm một câu hỏi nữa, là trong giảng toán bớt thì chúng ta viết phép tính gì? Bạn báo. Là phép trừ hay phép cộng? À, rồi, cô mẹ ngồi xuống, cô nhất trí. Vậy chúng ta nhớ nhé, trong giảng toán bớt thì chúng ta sử dụng phép trừ. Vậy bây giờ bạn nào có thể nêu cho cô một tình huống ở trong thực tế có sử dụng phép trừ? À, cô lại thêm bạn Mai. Bạn nào biết nữa? Cô mời bạn Dương nào. Cô gợi ý nhá, cái bàn của bạn Dương có mấy bạn? À, thế bây giờ giả sử là một bạn đi ra ngoài nào, em nêu tình huống nào. Bàn em có, nào, bàn em có hai bạn, một bạn đi ra ngoài hỏi còn lại. À, rất chính xác, cả lớp tưởng bạn Cương mình nào. Bạn nào không có nêu một tình huống khác có sử dụng phép trừ nào? Cô mời bạn Bảo nào. Vậy tiết học của chúng ta